nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. Tại phần thủ tục phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm công bố đơn xin xét xử vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang bị tạm giam với lý do sức khỏe không tốt. Ông Dũng đã ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa. Một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Hội đồng xét xử cũng thông báo, tại phiên tòa hôm nay xuất hiện tình tiết mới và chưa triệu tập người liên quan mới. Bị cáo Nguyễn Sĩ Tá không đồng ý việc bị hại là ông Đỗ Anh Dũng vắng mặt nên đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định rời phiên tòa sang một ngày khác và sẽ thông báo sau. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc người đàn ông đập vỡ kính ô tô, đe dọa tài xế trên đường ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương gây bức xúc. Sáng nay, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định tài sản, củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra các dấu hiệu vi phạm. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một đã tạm giữ hình sự ông Trần Tấn Phong, 46 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác. Ông Phong là người rượt đuổi, đập vỡ kính ô tô và buộc tài xế quỳ xin lỗi trên đường Nguyễn Chí Thanh vào chiều 11 tháng 8. Ông Phong là người dân địa phương sinh sống gần nơi xảy ra vụ việc, hiện là môi giới nhà đất ở khu vực Bình Dương. Toàn bộ diễn biến sự việc sau đó đã được camera an ninh nhà dân ghi lại và cung cấp cho cơ quan công an để xử lý. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, lượng khách đi tuyến Metro Nhổn – Cầu Giấy trong 4 ngày đầu chạy tàu là hơn 250.000 lượt và cao hơn nhiều lần so với ghi nhận trên tuyến Cát Linh – Hà Đông. Cụ thể, lượng khách ngày 8 tháng 8 là trên 34.000 người, ngày 9 tháng 8 là trên 52.000 người và ngày 10 tháng 8 là trên 66.000 người. Đỉnh điểm là ngày 11 tháng 8, đoạn tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Cầu Giấy đã đón trên 100.000 lượt khách, nâng tổng khối lượng hành khách 4 ngày qua lên trên 250.000 lượt. Theo đại diện Hà Nội Metro, con số này đã vượt xa mọi dự tính và mong đợi. Đang nói, đoạn tuyến Nhổn – Cầu Giấy dài 8,5 km, lộ trình bằng 2/3 tuyến Cát Linh – Hà Đông, thế nhưng lượng khách lại cao hơn nhiều, cho thấy tính hiệu quả của dự án. Liên quan đến những bất cập, dự án khu phức hợp Hòa Bình Xanh đã được truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh. Bên cạnh vướng mắc pháp lý kéo dài dẫn đến không thể ra sổ cho dân, dự án có mắc nhiều sai phạm cần phải sớm khắc phục. Dự án Hòa Bình Xanh được cấp phép xây dựng năm 2016. Từ sự nhập nhằng trong chủ trương đầu tư, bán nhà chung cư không đúng quy định đã khiến dự án gồm 3 khối nhà lại hoạt động với 3 mục đích là khách sạn, condotel và chung cư hỗn hợp. Pháp lý của dự án không đủ, kéo theo hàng trăm người mua không được đảm bảo quyền lợi. Đầu tư vào đây thì cũng tiền thì cũng đi vay đi mượn rồi của bà con họ hàng một chút, ngân hàng một chút. Đó mà thì đi vay thì cũng đến kỳ thì cũng phải trả rồi. Ngân hàng thì cũng không để chậm được, đây chỉ có chủ đầu tư rồi cứ hứa lần này trả tiền rồi đến lần kia trả tiền cũng không thấy đâu cả. Thi công sai nội dung giấy phép xây dựng cũng được xác định là sai phạm của công trình này. Nhiều hạng mục như nhà hàng, phòng karaoke, spa, kho hàng đều là chuyển đổi công năng. Trả lời báo chí, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, chủ đầu tư đã bị Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà xử phạt hành chính năm 2019 và hiện đang tự nguyện tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Tiến độ cuối tháng 8 này, chủ đầu tư phải thực hiện và có cái báo cáo hoàn chỉnh liên quan đến những cái nội dung tồn tại và những cái đã khắc phục đến mức độ nào. Còn liên quan đến cái công trình này thì có hai cái khối tháp, thì một khối tháp là căn hộ khách sạn, một khối tháp là căn hộ thương mại. Thì gần đây cũng có một cái những cái tiếp diện tập trung đông người ở khu vực này. Trong đó liên quan đến điều đầu quyền lợi để cấp sổ rồi rất nhiều các nội dung, thì cái này thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên trường ra soát lại có những cái nội dung cần phải thực hiện và cái tiến độ, đặc biệt cái tiến độ. Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, dù Sở đã hướng dẫn các bước tháo gỡ khó khăn cho dự án nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện, do đó chưa có cơ sở làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng căn hộ. Như vậy, hàng trăm nhà đầu tư vẫn sẽ phải chờ đợi để được đảm bảo các quyền lợi liên quan đến dự án này. Tới thời điểm hiện tại thì đã có hơn 200 con bò sữa tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bị chết sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Bò sữa có giá trị cao và là sinh kế chính của người nông dân tại đây suốt hàng chục năm qua. Vì vậy, hiện tượng bò chết hàng loạt đang khiến người nông dân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Theo ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, tới thời điểm hiện tại, số lượng bò sữa bị chết là 209 con. Ngoài ra còn gần 4.500 con khác đang có dấu hiệu nhiễm bệnh, với nhiều con có triệu chứng trở nặng. Giá trị mỗi con bò từ 40 đến 60 triệu,
đây là cả một gia sản lớn của người nông dân sống dựa vào chăn nuôi bò sữa suốt hàng chục năm qua. Cắt, không cho nhập nữa. Chừng nào mà hết thuốc trong người con bò mới được nhập. Hiện tại bây giờ em là được 700 ký sữa một ngày. Thì em phải đổ bỏ đi hàng ngày. Lượng một ngày em bình quân em cho con bò em ăn thuốc hàng ngày tính ước lượng vẫn phải 5 triệu một ngày. Vùng quy hoạch chăn nuôi bò sữa của tỉnh Lâm Đồng tập trung chủ yếu ở huyện Đơn Dương và Đức Trọng với tổng đàn hơn 25.000 con. Vì vậy, các bộ ban ngành đang tập trung cùng người dân phòng chống dịch bệnh lây lan và làm rõ nguyên nhân. Chúng tôi huy động những cái phòng thí nghiệm là tốt nhất của ngành thú y Việt Nam, các chuyên gia giỏi nhất để tổ chức lấy mẫu để xác định bằng được, xem đâu là nguyên nhân dẫn đến là bò bị bệnh, bò bị chết tại tỉnh Lâm Đồng. Cái thứ hai đấy là bộ cũng đã có cái chỉ đạo hướng dẫn rất cụ thể các biện pháp tổ chức chống dịch, các biện pháp quản lý để giảm thiểu cái số bò bị bệnh, giảm thiểu số bò bị chết. Cái thứ ba đấy là cũng đã có chỉ đạo cho địa phương là tập trung hướng dẫn cho người chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng này yên tâm để tiếp tục phối hợp cùng các cái cơ quan chuyên môn trong cái việc triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hiện chưa có cơ quan chức năng nào khẳng định bò sữa tại Lâm Đồng chết do tiêm vaccine, nhưng với số lượng lớn hơn một nửa trong số 9.000 con bò bị chết hoặc nhiễm bệnh sau tiêm, người dân mong mỏi sớm làm rõ nguyên nhân. Được biết, trước đó tỉnh Lâm Đồng đã triển khai tiêm miễn phí vaccine cho hơn 30.000 con trâu, bò trên địa bàn tỉnh, trong đó có 9.000 bò sữa. Loại vaccine phòng bệnh VDNC do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Naveco cung cấp và nằm trong gói thầu mua vaccine hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị, may mặc áo dài Huế vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia. Về ẩm thực thì có tổng cộng 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm phở Nam Định, chi thức dân gian mì Quảng, nghề làm nước mắm Nam Ô, nghề làm nước mắm Phú Quốc. Áo dài Huế có nét đặc trưng so với các địa phương khác, chính là được hình thành tại vùng đất từng là kinh đô cuối cùng của Việt Nam. Việc mặc áo dài tuân thủ điển chế của triều đình phong kiến cũng như giao thoa với văn hóa dân gian. Ngày nay, Huế tiên phong là địa phương thực hiện đề án kinh đô áo dài, từng bước phát triển công nghiệp văn hóa. Sự phục hưng của áo dài kéo theo hệ sinh thái tạo sinh kế cho cộng đồng, cũng như quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Huế. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng vừa công nhận nghề chế biến mì Quảng tại tỉnh Quảng Nam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình chi thức dân gian. Mì Quảng đã đồng hành cùng lịch sử hình thành phát triển lâu đời của Quảng Nam, theo bước chân những lưu dân trong hành trình đi về phương Nam, đón nhận bất cứ nguyên liệu nào trên đường để làm nên sự đa dạng phong phú trong hương vị, từ cách pha chế, nêm nếm, gia vị, các thực phẩm ăn kèm. Cùng với đó, phở Nam Định thuộc loại hình chi thức dân gian, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, vừa có tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng địa phương, vừa phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chi thức dân gian. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng vừa công nhận nghề làm nước mắm Nam Ô và nghề làm nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống chi thức dân gian.